Bật ấm đun nước khi đang thư giãn, kiểm tra số điện tiêu thụ của chiếc tủ lạnh, hay hẹn giờ sạc laptop để tránh chai pin, tất cả qua điện thoại từ bất cứ nơi đâu. Làm thế nào để có thể biến các thiết bị thông thường trong gia đình trở nên thông minh như vậy? Câu trả lời chính là sử dụng ổ cắm thông minh Lumi. Với ổ cắm kết nối Wi-Fi, bạn chỉ cần cắm và cắm là có thể điều khiển toàn bộ thiết bị qua smartphone. Sản phẩm này hoạt động hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc vào bộ điều khiển trung tâm. Vì vậy, bạn có thể mua thiết bị đơn lẻ, lắp đặt và sử dụng ngay để tối ưu chi phí khi muốn nâng cấp cuộc sống của gia đình bạn trở nên hiện đại và tiện nghi hơn. Không chỉ thoải mái bật tắt từ xa, sử dụng ổ cắm Wi-Fi, bạn còn dễ dàng lên lịch hẹn giờ thiết bị hoạt động ngay trên ứng dụng Lumi IoT. Chẳng sợ quên tưới cây hay quên bật tắt đèn bảng hiệu, bởi giờ đây mọi thứ đã được tự động hóa giúp bạn tối ưu vô vàn thời gian và công sức. Hơn nữa, ổ cắm thông minh Lumi cho phép người dùng theo dõi lịch sử, kiểm soát trạng thái hoạt động của các thiết bị từ xa thông qua điện thoại theo thời gian thực để giảm thiểu những rủi ro như là chập cháy do quên tắt bếp điện, nâng cấp chất giống trở nên tiện nghi và an ninh an toàn. Ngoài ra, chỉ với vài thao tác đơn giản trên ứng dụng Lumi IoT, bạn có thể cài đặt, bật, tắt hay khôi phục trạng thái hoạt động của các thiết bị sau sự cố mất điện, đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru đúng như mong muốn. Đặc biệt, ổ cắm Wi-Fi Lumi còn sở hữu tính năng đo đạc các thông số điện, bao gồm điện áp, dòng điện, công suất, đồng thời cho phép bạn chủ động theo dõi lượng điện tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng và năm. Bạn dễ dàng nhận thấy đâu chính là thủ phạm ngốn điện của bạn nhiều nhất, khiến hóa đơn tiền điện tăng cao, từ đó điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt phù hợp, tiết kiệm hơn. Bắt kịp xu thế IoT Smart Home toàn cầu, ổ cắm thông minh Lumi tích hợp chuẩn Master cho phép người dùng kết nối với đa dạng hệ sinh thái các thiết bị thông minh Apple Home và hệ sinh thái Lumi Life. Cùng với các thiết bị thông minh khác, bạn hoàn toàn có thể thiết lập nhiều ngữ cảnh hoạt động, khiến cho cuộc sống trở nên tiện lợi và thành thơi. Chẳng hạn như là cảnh thức dậy với đèn sáng và ấm đun nước bật. Có trông chờ gì nữa? Hãy liên hệ với hotline nhà thông minh Lumi ngay hôm nay để được nhận tư vấn về ổ cắm Wi-Fi, cũng như là nhận những ưu đãi hấp dẫn chỉ có trong thời gian ra mắt bộ 5 sản phẩm Lumi.